Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Techy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau build app TikTok bằng React Native nhé. Trước tiên thì mình cần phải cài đặt những cái thư viện cần thiết nhé. Đầu tiên là thư viện React Native Video. Lý do mình sử dụng thư viện này là vì React Native không hỗ trợ bất kỳ component nào để mình làm việc với video hết. Thì các bạn lên GitHub của thư viện này làm theo hướng dẫn cài đặt ở đây. Đó, họ đã ghi rất là rõ ràng rồi. Và các bạn có thể xem list những cái props mà các bạn có thể sử dụng. Thư viện thứ hai mình cần cài đặt là React Navigation. Thực ra app của mình chỉ làm đúng một cái home screen thôi. Nhưng mà mình vẫn muốn sử dụng thư viện này vì nó có bottom tab navigator. Các bạn làm theo hướng dẫn ở đây, mình cài React Navigation Native. Và xuống dưới mình cài React Native Screens và React Native Save Area Context. Rồi các bạn config theo nó hướng dẫn ở đây. Và các bạn bấm vào search, các bạn tìm bottom tab và mình sẽ cài thêm cái thư viện React Navigation bottom tab. Và ngoài ra thì chúng ta cần phải chuẩn bị thêm dữ liệu mẫu nữa. Ở đây mình có một cái mảng data lưu những object, mỗi object là một video. Nó sẽ có ID, channel name, URI tức là đường dẫn đến cái video, caption, music name, likes, comments và URI đến cái hình avatar. Và mình sẽ lưu cái data này trong một cái file tên là constant.js. Vậy là xong rồi, chúng ta sẽ bắt tay vào code nhé. Đầu tiên mình sẽ import navigation container và create bottom tab navigator to React Navigation. Sau đó mình gọi create bottom tab navigator và mình lưu object vào constant bottom tab. Rồi mình tạo component home screen. Tạm thời chưa có render gì cả. Trong app mình sẽ return navigation container. Bên trong sẽ có bottom tab chấm navigator và bottom tab chấm screen. Screen của mình sẽ có tên là home và component nó sẽ render là cái home screen ở trên đây. Mình sẽ add screen options cho bottom tab navigator. Đầu tiên là tab bar style background nó sẽ là màu đen. Mình không muốn hiện cái header shown là false và cái tab bar can active mình sẽ cho màu của nó là màu trắng. Và xin gửi cái home screen ở đây mình sẽ chỉnh thêm options cho nó. Và cái tab bar again mình sẽ render cái component theo ý mình. Nó là một cái hình home icon. Mình cho style của nó là bottom tab icon. Và khi nó focus thì sẽ có một cái style khác nữa. Thì bottom tab icon mình cho kích thước của nó là 20x20. Trên color là màu xám. Và khi nó focus thì nó sẽ chuyển thành màu trắng. Rồi mình lên trên mình copy paste cái home screen ra. Mình đổi tên là thành discover. Và cái hình sẽ là search. Rồi tiếp tục copy paste. Screen name là inbox. Hình là message. Rồi lại paste ra. Đặt tên là profile. Hình của nó là user. Thì khi các bạn thấy mình đổi giữa các cái tab với nhau thì cái tab nào đang active nó sẽ thành màu trắng. Rồi mình sẽ tạo thêm một cái bottom tab item nữa. Đặt tên cho nó là new video. Và hình nó là new video luôn. Mình cho style của cái image này là new video button. Mình không muốn nó render tab bar label nên mình trả về no. New video button sẽ có kích thước là 48x24. Rồi tiếp đến mình sẽ render video item bên trong home screen. Và dĩ nhiên mình chưa tạo component này nên mình sẽ tạo nó. Mình sẽ render một cái component mặc định thôi. Rồi qua đây mình sẽ pass vào cho một cái prop tên là data. Mình import data vào và mình get data từ 0 để pass vào cái prop data. Trong video item mình sẽ destructure cái prop data ra. Mình render component React Native Video cho source là URI và style của nó sẽ là position absolute, kích thước là 100%. Và đây mình cho resize mode là cover. Các bạn lưu ý là mình phải sử dụng video theo tỷ lệ chiều dọc để nó không bị cắt mất khi sử dụng resize mode cover nhé. Mình sẽ bọc video này trong một cái view có style container. Mình cho flex mode.
Và bên dưới video sẽ là một cái bottom section. Bên trong nó sẽ có bottom left section và bottom right section. Bottom section sẽ có flex direction row. Bottom left section flex là 4. Bottom right section có flex là 1. Và do nó chưa có nội dung gì hết nên là mình sẽ phải set height cho bottom section là 100 và cho bottom left và bottom right background color để mình dễ nhận biết nó đang nằm đâu. Để cho cái bottom section này nó nhảy xuống cuối thì mình cho position của nó absolute và bottom là 0, width 100%. Rồi mình lên bottom left section, mình add hai cái text là channel name và caption. Ở dưới của hai cái text này sẽ là một cái view tên là music name container. Bên trong có một cái hình nốt nhạc. A style là music name icon. Dưới nốt nhạc mình sẽ có một cái text là tên của bài hát. Mình cho channel name có color màu trắng và in đậm. Còn caption thì cho là color white. Và margin vertical là 8 để nó không có nằm sát so với hai cái text còn lại. Music name mình cho nó màu trắng luôn. Và music name container mình cho nó là một cái row và align item center. Để cái text và cái nốt nhạc nó sẽ cành giữa với nhau. Icon nốt nhạc mình sẽ width và height là 12 và margin right 8. Do là bottom section đã có content rồi nên mình không cần để height là 100 nữa. Và mình cho padding horizontal là 8 và padding bottom 16. Và mình bỏ background color đi. Trong cái bottom right section thì mình sẽ để một cái hình đĩa nhạc. Và mình cho kích thước của nó là 40x40. Để cái hình này nó nằm sát góc bên phải dưới cùng thì mình cho justify content và align items là flex end cho bottom right section. Rồi vậy là xong, mình sẽ qua tiếp đến mình làm đến cái vertical bar. Cái cột dọc ở bên phải. Mình sẽ có view là vertical bar. Bên trong sẽ có nhiều cái vertical bar item. Mỗi item sẽ có một cái image và một cái text nằm ngay dưới image đó. Item đầu tiên mình sẽ cho nó hình trái tim. Vertical bar sẽ có position là absolute, right 8, bottom 72 và mình cho nó màu đỏ để mình dễ thấy nó đang nằm đâu. Vertical bar item sẽ cách nhau là 24 và cạnh giữa. Vertical bar icon kích thước là 32x32. Vertical bar text sẽ có màu trắng và margin top 4. Rồi mình bỏ cái background color red đi. Và mình sẽ để text là số like ở đây. Item thứ hai sẽ có hình là message circle và text là comment. Item thứ ba có hình là reply và text là share. Sau đó lên trên cùng ở đây mình sẽ có một cái item đặc biệt, đó là cái avatar. Nó sẽ khác so với những item còn lại nên mình cho nó có style riêng. Và thay vì text thì mình sẽ có một cái view đặt nó follow button. Và còn trong đây có một cái hình là cái nút cộng. Và cái image ở đây mình cho UI là avatar UI. Và sự kiếp mình định nghĩa avatar container sẽ margin bottom 48. Avatar kích thước là 48x48 và mình bôi tròn nó lại. Cái follow button thì mình cho position absolute và bottom chữ 8 để nó nằm đè lên trên cái avatar. Kích thước nó là 16x16. Follow icon mình kích thước là 21x21. Rồi vậy là mình đã xong phần giao diện. Bây giờ mình qua bắt đầu làm phần animation cho cái đĩa nhạc của mình. Mình có một cái video riêng để hướng dẫn chi tiết Animated API nếu như bạn nào chưa biết cách sử dụng nhé. Ở đây mình chỉ hướng dẫn cách ứng dụng thôi. Đầu tiên là mình sẽ tạo một cái Animated Value trước và khởi tạo cho giá trị của nó là 0.
Sau đó mình tạo cái style cho animation của mình. Mình sử dụng thuộc tính rotate trong transform. Và khi giá trị nó đi từ 0 tới 1, mình sẽ cho nó rotate từ 0 cho đến 360 độ. Thì mình cũng có một cái video để hướng dẫn cách sử dụng rotate nếu như bạn nào chưa biết nó là gì nhé. Và mình xuống dưới đổi image thành animated.image. Và mình thêm cái this animation vào cái style. Và mình sẽ cho chạy cái animation này bằng cách là mình tạo một cái use effect và mình cho animated.timing chạy từ giá trị là this animated value hiện tại đang là bằng 0 và nó chạy tới value là 1, thời gian là 3 giây, using linear. Use native driver bằng false. Và mình sẽ bọc cái animated.timing này ở bên trong animated.loop là tại vì mình muốn nó chạy đi chạy lại liên tục không ngừng luôn. Rồi mình start cái animation và các bạn thấy là cái đĩa nó đang quay vòng tròn, quay liên tục. Rồi tiếp theo là mình sẽ bắt đầu mình tạo animation cho cái nốt nhạc nó bay ra từ cái đĩa. Thì trước tiên là mình phải thêm hai cái nốt nhạc vào trước. Mình sẽ cho cái hình là floating music note. Đổi style lại. Mình bỏ hai cái disc animation này đi. Floating music note sẽ có position absolute, right 40, bottom 16, kích thước là 16x16, thin color màu trắng. Rồi mình mới lên trên mình tạo animated value cho music note. Và mình tạo animation style. Đổi tên lại thành music note animated value 1. Và rotate là 45 độ. Sau đó mình áp dụng thêm translate x và translate y. Translate x sẽ đi từ 8 đến trừ 16, tức là mình qua bên trái. Translate y là từ 0 đến trừ 32, tức là mình đi lên trên. Sau đó mình sẽ chạy animation của mình cũng tương tự như this animation. Rồi mình thêm cái music note animation 1 ở đây. Và animation mình đã chạy mà vẫn còn thiếu một cái hiệu ứng, đó là nốt nhạc nó sẽ mờ rõ rồi lại mờ dần đi. Thì để làm cái này mình sẽ sử dụng opacity. Input range là 0, 0.8 đến 1. Output range là 0, 1, 0. Và mình sẽ copy paste y chang cho cái nốt nhạc thứ hai. Và mình đổi tên lại. Và chỗ rotate thì là 45 độ thì mình đổi là thành trừ 45 độ. Ở đây mình sẽ sử dụng animated.sequence để hai cái animation của mình nó chạy theo thứ tự trước sau. Rồi mình mới bỏ cái sequence bên trong animated.loop. Mình add music note animation 2 vào và reload app lại. Vậy là cái animation của mình đã chạy hoàn chỉnh, nhưng mà vẫn còn một vấn đề, đó là cái style của mình nó lặp lại nhiều quá, nên là mình sẽ tạo một file utils. Và mình tạo hàm get music note animation nhận vào hai tham số là animated value và is rotated left. Sau đó mình copy cái style bên đây qua. Thì style của hai cái music note nó y chang nhau, nó chỉ khác có một chỗ là cái rotate. Nên mình sẽ check là is rotated left thì nó sẽ rotate trừ 45 độ, còn không thì rotate 45 độ. Mình export ra rồi mình thay thế cái animation style bên kia bằng cái hàm này của mình. Mình pass music note animated value 1 và true vào. Rồi áp dụng y chang cho music note animation 1. Ở đây là fonts. À, ở dưới mình đổi là music note animated value 2. Rồi mình save lại. Đấy, vẫn chạy y như cũ nhưng mà code nó sẽ gọn hơn. Rồi, vì vấn đề tiếp theo mình cần làm đó chính là mình phải render một list, những cái video thay vì chỉ một video như hiện tại. Thì mình sẽ sửa lại ở đây thành flat list. Mình pass vào data là cái mảng data. Mình cho paging enable tức là phân trang. Và ứng với mỗi item trong data thì mình sẽ render cái video item ra. Và các bạn thấy là video của mình đã bị biến mất tiêu. Lý do là vì mình đang set cho container của video item là flex 1. Mà hiện tại nó đang nằm trong flat list, mà mặc định thì flat list nó không có độ cao, nên là flex 1 của 0 thì nó cũng ra 0. Nên bây giờ mình phải set cho nó có width và height là một con số cụ thể. Thì mình sẽ qua cái constant của mình export cái width và height
trừ dimensions chấm get window là để lấy cái độ cao và độ rộng của màn hình của mình. Rồi qua bên đây, mình set width là window width. Và height thì mình không set ở đây được, mà mình phải lên trên đây. Mình set là height bằng độ cao của màn hình điện thoại của mình trừ cho độ cao của cái bottom tab. Thì cái độ cao của bottom tab thì mình phải sử dụng cái hook tên là use bottom tab for height to React Navigation. Rồi, vậy là nó đã hiện ra lại bình thường. Và mình sẽ tạo một cái prop mới tên là isActive. Và mình set cái thuộc tính pause của video bằng khác isActive, tức là mình muốn video của mình nó chỉ play khi nào mà nó đang được xem. Rồi mình qua home screen, mình tạo một cái state để lưu lại active video index. IsActive nó sẽ bằng true khi active video index bằng index của video đó. Và mình tính cái active index bằng cách sử dụng onScroll. Và mình lấy cái khoảng cách mà người dùng scroll được theo chiều dọc, mình chia cho chiều cao của màn hình, trừ cho chiều cao của bottom tab bar. Và mình làm tròn nó lên. Mình import window height vào. Và mình sẽ set active video index bằng cái index máy tính ở trên. Mình reload app lại. Thì các bạn thấy là video nào mà mình đang được xem thì nó mới play, còn những cái video khác nó sẽ pause lại. Nhưng mà animation thì nó vẫn chạy cho tất cả mọi video, không xem vẫn chạy. Thì dĩ nhiên là nó rất là lãng phí tài nguyên của mình. Thì để giải quyết vấn đề này, mình sẽ tạo hai cái ref cho loop animation của mình. Sau đó mình tạo hàm trigger animation. This animation loop ref nó sẽ bằng animated loop ở dưới đây và không lấy cái start nha. Tương tự cho music animation loop ref, copy cái loop này gắn vào. Và mình bỏ hai cái start ở dưới đây đi. Thay vào đó là mình cho this animation loop ref.current.start. Tương tự cho music note. Rồi, dưới đây mình check là nếu is active bằng true thì mình mới trigger animation. Còn không thì mình sẽ lấy hai cái ref của mình gọi stop để nó dừng animation lại. Lý do mình phải lưu vào ref đó là vì mình muốn đảm bảo là cái animated loop mà mình start ban đầu nó cũng là cái thằng mà mình gọi stop. Chứ nếu mình tạo một animated loop hoàn toàn mới rồi mình gọi stop thì nó là hai cái instance khác nhau thì nó sẽ không dừng animation theo ý mình được. Ngoài ra mình còn phải cần reset lại những animated value của mình, tại vì nó không việc những cái nốt nhạc của mình nó sẽ dừng lại giữa chừng thì nó rất là kỳ. Và mình add dependency đầy đủ vào đây. Your trigger animation là dependency của use effect nên là mình cần phải bọc nó trong use callback. Nếu không, mỗi lần component của mình re-render lại nó sẽ tạo lại một cái trigger animation mới và effect của mình lại chạy lại. Mình bị báo lỗi là tại vì ở lần render đầu tiên thì cái ref của mình nó sẽ là null nên nó sẽ không gọi cái stop được. Mình phải add cái điều kiện check null vào đây. Và mình add dependency và use callback ở đây. Mình reload lại app và các bạn thấy là nó đã chạy đúng theo ý mình. Video short thì thường nó sẽ lặp đi lặp lại liên tục thì mình cần phải add thêm một thuộc tính là repeat vào video. Và mình custom lại cái status bar. Mình check xem nó import chưa. Rồi, mình cho bar style là light content. Thì các bạn thấy đây là cái status của mình, nó đã chuyển thành màu trắng. Và đến đây là kết thúc video rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhé.